chia sẻ với các bạn là cái ngày đầu mà Đức mới làm clip ấy, nhưng mà bạn mình nó nói rất là chân tình, nó bảo là tao nói thật mày đừng làm TikTok nữa, trông mày như thằng điên ấy. Nhưng mà mình sợ gì đâu, đúng các bạn, phải có những cái ngày như thế thì mới mình mới mới khôn ra được, mới hiểu ra được, mới biết mình sai ở đâu, mới biết cần sửa cái gì. Thế nên là bây giờ các bạn làm ấy, chắc chắn là cái lúc đầu mới làm ấy thì trông bạn nó hâm hâm ấy, trông bạn sẽ hâm hâm dở dở. Cái người ngoài người ta không hiểu, chắc chắn là người ta sẽ khuyên là thôi mày đừng hâm như thế. Nhưng mà đừng sợ nha các bạn. Đấy, khi mà làm clip up lên kênh ấy, thì chúng ta sẽ gặp những cái câu hỏi kiểu như này: đăng video vào giờ nào thì có nhiều lượt xem, lượt view, thì đâu là giờ vàng? Thì chia sẻ với các bạn là không có khái niệm giờ vàng nha, không có khái niệm giờ vàng. Tức là mỗi một kênh, mỗi một đối tượng khách hàng thì nó sẽ có một cái khung giờ khác nhau. Và việc của chúng ta ấy là buộc là phải up lên, up video lên. Sau đó thì các bạn xem ở trong cái phần phân tích ấy, là cái phần cái giờ nào mà nó nhiều lượt xem nhất thì đấy là cái giờ của kênh, giờ vàng của kênh. Chứ còn một cái giờ vàng chung là không có nha. Nên ví dụ các bạn nghe thấy là người này bảo là up 8 giờ, người kia bảo là up 12 giờ, không phải đâu nha. Chúng ta phải đo trên kênh của mình. Rồi, một ngày đăng bao nhiêu video là hợp lý? Thì TikTok không đặt giới hạn cụ thể nào về số lượng. Tuy nhiên bạn có thể lên lịch đăng trước tối đa 10 ngày. Cái việc mà TikTok họ không giới hạn số lượng video đăng ấy thì không đồng nghĩa với cái việc là bạn cứ đăng nhiều là có nhiều lượt xem đâu nha, không phải đâu nha. Vì là bất kỳ cái video nào khi mà bạn đăng trên TikTok cũng đều trải qua những cái vòng kiểm duyệt hết. Thì tí Đức sẽ chia sẻ với các bạn về cái thuật toán của cái việc kiểm duyệt này. Nhưng mà cứ nội dung hữu ích ấy, thì sẽ được người dùng đón nhận rất là nhiều. Nhưng mà nếu mà các bạn làm kênh ấy thì cố gắng là được mỗi ngày một video là tuyệt vời. Một tuần thì tối thiểu tầm khoảng 5 video là ok. Câu hỏi tiếp là TikTok có bật được kiếm tiền không? Thì TikTok có bật được kiếm tiền nha các bạn, nhưng mà chưa có ở Việt Nam. Thì cái thời điểm mà Đức đang trao đổi với các bạn đây, đang viết cái tài liệu này, là nó là tháng 5 2023. Thì có thể sau này nó sẽ có điều kiện để mở phát trực tiếp live stream này, là tài khoản trên 18 tuổi nhá. Người theo dõi là tối thiểu là 1.000 người, không vi phạm chính sách, và nhớ là cập nhật cái phiên bản mới nhất của TikTok. Và nhớ là khi mà live stream ấy thì chúng ta phải nhớ đến những cái quy định của TikTok. Thì Đức tí lát Đức sẽ chia sẻ chi tiết về những cái quy định này để chúng ta đừng vi phạm, không vi phạm là dính ngay, bị bóp ngay. Nhiều bạn có cái câu hỏi đấy là liệu sản phẩm A, sản phẩm B hay những cái sản phẩm này có bán được ở trên kênh không? Mình chưa thấy ai làm cái sản phẩm này. Thì bạn hiểu đơn giản như này nhá, cứ ở đâu có đám đông thì ở đấy có khách hàng. Thì cái đám đông ở trên TikTok ấy nó rất là đông, hầu như là sản phẩm gì thì cũng sẽ có khách hàng ở trên đó. Vấn đề là cái sản phẩm chúng ta đưa lên ấy, nó có phải sản phẩm sạch không? Sản phẩm sạch ở đây ý nó là cái sản phẩm không vi phạm những cái tiêu chuẩn về đạo đức pháp luật, không vi phạm những tiêu chuẩn của TikTok. Sản phẩm nào cũng bán được nha. Ví dụ như bên Trung Quốc thì các bạn ấy còn bán cả tên lửa mà, đúng không? Một cái câu hỏi nó hơi ngớ ngẩn tí đấy là bị bão like liên tục thì có bị ảnh hưởng đến tương tác kênh không? Thì câu trả lời là không nhá. Lâu không đăng video, giờ đăng lại có làm sao không? Thì thực ra là khi mà các bạn đăng lại video ấy thì thuật toán nó sẽ chỉnh lại, nó không thu thập được cái dữ liệu data của các bạn từ trước, cho nên là khi các bạn đăng video mới thì con AI nó phải xem xét lại để nó phân phối đúng người thôi, thì nó sẽ mất thời gian thôi, chứ bản chất thực tế thì nó cũng không ảnh hưởng gì cả. Rồi, một câu hỏi nữa đấy là không phải xinh gái đẹp trai thì có làm được TikTok không? Thì các bạn sẽ thấy là rất là nhiều người không xinh gái đẹp trai vẫn làm được TikTok, mà quan trọng nhất là nội dung thôi, quan trọng là cái nội dung của bạn nó có giá trị thôi. Tiếp theo là quay TikTok ngang có được không? Thì là quay được nhưng không nên nhá, bởi vì chúng ta nhớ đến là chúng ta am hiểu về nền tảng, cái sứ mệnh của nó là video ngắn dành cho thiết bị di động, thì nó phải là các bạn quay làm sao cho nó full cái màn hình của thiết bị di động thì nó sẽ dễ được đề xuất lên xu hướng hơn. Một video đang lên xu hướng có nên đăng tiếp video khác nữa không? Thì vẫn đăng bình thường nha các bạn, vẫn đăng bình thường. Mới tham gia TikTok được đăng vài clip nhưng không có tương tác thì có nên up tiếp không? Đăng được vài clip không có tương tác có up tiếp không? Thì TikTok cần thời gian để thu thập và phân tích dữ liệu của người dùng, nên việc thời gian đầu đăng video không có lượt xem là chuyện rất bình thường và không cần quá phải lo lắng cái này đâu nha. Còn nếu mà đăng video đầu tiên được lên xu hướng thì có thể là do may mắn hoặc là nội dung của bạn liên quan đến vấn đề thời sự. Thì các bạn cố gắng là cứ đăng nhiều lên nhá, rồi dần dần sẽ có nhiều người quan tâm. Kênh em bị vi phạm thì có nên đăng video tiếp hay không? Thì cứ đăng nhá. Thường khi mà chúng ta vi phạm ấy thì chúng ta sẽ bị giảm cái tương tác trong vòng khoảng 24 đến khoảng 72 giờ. Sau khi mà bên TikTok họ phát hiện và xử lý vi phạm thì kênh mình nó sẽ trở lại bình thường. Có nhất thiết phải nâng cấp lên tài khoản doanh nghiệp hay không? Thì tài khoản doanh nghiệp thì nó cho chúng ta nhiều cái lợi thế, và một trong những cái lợi thế lớn nhất đấy là được gắn link web ấy. Thì nếu như mà các bạn xác định là mình làm, mình kiếm tiền từ nền tảng thì chúng ta dùng cái tài khoản doanh nghiệp này, bởi vì nó đi kèm nữa, nó sẽ có nhiều cái báo cáo rất là hay. Tuy nhiên là dùng tài khoản doanh nghiệp ấy thì nó bị một cái hạn chế, đấy là nhiều cái âm nhạc ấy chúng ta không được sử dụng.
nhiều âm thanh mà gắn vào ấy, các bạn không được dùng. Nhưng mà chuyển sang cái tài khoản cá nhân ấy thì chúng ta lại được dùng bình thường. Em đang muốn làm hai nội dung thì em có nên làm chung một kênh không? Thì câu trả lời là không nhá. Bởi vì cái con AI ở TikTok ấy thì nó sẽ xem qua những cái video clip của các bạn và nó sẽ đánh giá xem là cái kênh của bạn là đang làm về cái chủ đề gì, thì nó sẽ đưa tới cái người mà thích xem cái chủ đề đấy. Đấy, cho nên nếu như mà các bạn làm một lúc hai nội dung ấy thì con AI nó rất là khó phân biệt. Nó không biết là cái kênh này là nên đưa cho đến đối tượng nào. Thế nên là làm kênh thì chỉ làm, trước mắt là chỉ làm một nội dung thôi nhá. Sau này khi mà kênh của mình lên, ví dụ nó vài trăm nghìn follow, vài triệu, đến lúc đấy mà các bạn có cái tuyến nội dung mới thì mình có một cái lượng khán giả cũ họ vẫn xem ấy. Thì đến lúc đấy là nếu như giả sử như là các bạn không muốn dùng đến cái đối tượng khán giả cũ nữa, chúng ta cần tiếp xúc với một cái đối tượng khách hàng mới, thì chúng ta làm những cái nội dung mới thì được. Có nên làm video dài trên 1 phút không? Thì câu trả lời là hiện tại là có đến 60% nhà sáng tạo bắt đầu sản xuất nhiều nội dung có thời lượng trên 1 phút, và người dùng TikTok thì dành thêm 90% thời gian để xem video trên 1 phút trong năm 2022 và đầu năm 2023. Tuy nhiên thời gian đầu nên làm các video ngắn. Video ngắn ở đây đấy là trên 7 giây, có nội dung cô đọng, hấp dẫn để có tỷ lệ được lên xu hướng cao hơn. Còn khi mà chúng ta đã có lượng fan rồi, lúc đấy các bạn làm video dài hơn, giá trị hơn thì ok. Có nên để logo trong video không? Việc đặt logo này là không nên nha các bạn. Các bạn đặt để phủ thương hiệu cũng được, nhưng mà nó sẽ cái bước ban đầu khi mà các bạn làm kênh ấy mà mình để logo vào ấy, thì nó sẽ bị hạn chế rất là nhiều. Đang đăng video vào buổi trưa, hôm sau chuyển sang đăng buổi tối thì có giảm tương tác không? Không vấn đề gì nhá. Trả lời bình luận liên tục có tính là spam không? Spam là viết tắt của tin nhắn ngu ngốc và vô nghĩa. Nếu trả lời nhanh liên tục trong một khoảng thời gian ngắn và cùng một nội dung thì rất dễ bị tính là spam. Nên ví dụ nhá, ví dụ mà có thể là sau này, ví dụ như kênh của bạn lớn ấy và bạn giao cho đội hỗ trợ họ trả lời ấy, thì cái việc trả lời bình luận này này thì các bạn phải trả lời bằng những cái câu trả lời nó khác nhau. Ví dụ cùng một cái câu là bạn check tin nhắn nhé, bạn check tin nhắn nhé, thì bạn hỏi con chat GPT ấy, cùng một cái mẫu câu là bạn check tin nhắn nhé, thì nó sẽ cho mình khoảng 100 cái mẫu câu tương tự. Thì các bạn dùng những cái mẫu câu tương tự đấy, bởi vì ngữ pháp của Việt Nam là rất là phong phú. Bạn check tin nhắn nhé thì nó có rất là nhiều cái cách thể hiện. Ví dụ như là bạn ơi bạn xem tin nhắn nhé, bạn ơi mình đã nhắn tin cho bạn rồi, bạn ơi tin nhắn mình nhắn cho bạn rồi bạn xem được chưa, bạn ơi mời bạn vào xem tin nhắn. Ví dụ kiểu như thế thì nó rất nhiều cái biến thể, thì chúng ta phải trả lời khác đi. Còn nếu cứ copy nguyên một câu là bạn check tin nhắn nhé thì là đã vi phạm vào spam rồi đấy. Xóa video trên TikTok có làm sao không? Cái này là một câu hỏi của rất là nhiều bạn này. Thì xóa video trên tài khoản TikTok ấy không ảnh hưởng đến tài khoản của bạn, nhưng sẽ ảnh hưởng tới khả năng phân phối video của kênh. Tức là khi xóa video nhé, thì số lượt xem này, lượt thích này, lượt bình luận, lượt chia sẻ bị mất đi. Điều này sẽ khiến cho con AI của TikTok ấy, nó thu thập dữ liệu về kênh của bạn, thì nó cần thêm thời gian để hiểu và để phân phối lại nội dung. Đấy, cho nên là khi mà bạn xóa đi ấy, thì nó gọi là, nói tóm lại là nó ảnh hưởng đến cái con AI nó định vị mình, thì nó lại mất thời gian nghiên cứu. Đấy, cho nên là cái cách tốt nhất ấy, khi mà các bạn có một cái video, trừ là video nó rất rất không hay, video có khả năng cao nó bị vi phạm, hoặc video bị vi phạm rồi các bạn xóa, còn lại thì các bạn cứ để đó, hoặc là ẩn đi thì cũng được. Còn nhiều trường hợp chúng ta up một video chúng ta thấy không hay, không chúng ta xóa đi luôn ấy, thì cái này là không nên nhá. Bởi vì video mà up lên sau đó thì vài ngày sau nó mới phân phối là chuyện rất là bình thường. Tạo nick TikTok xong thì đăng video luôn được không? Thì cái này cũng không nên nhé. Chúng ta dùng cái tài khoản đấy để đi tương tác trước, sau đó thì đăng thì sẽ ok hơn. Khoảng 2-3 ngày hoặc 1 tuần đấy sau các bạn đăng thì là hợp lý. Đăng video vào lúc mấy giờ? Cái câu hỏi này thì là giờ nào cũng được nhé. Chúng ta tự test kênh của mình. Có hai cái khung giờ mà các bạn nên đăng đấy là tầm khoảng 11:30-12 giờ, và buổi tối thì tầm khoảng 19:30 đến khoảng 20 giờ. Thì cái thời điểm đấy là thời điểm mà người ta lướt TikTok nhiều. Thì đây là cái tham khảo thôi. Ví dụ như kênh của Đức ấy thì up tầm khoảng 11 giờ, 11:30, 12 giờ là nhiều view. Buổi tối thì cũng tầm khoảng là 20 giờ, 20:30 là nhiều view. Ngày trước còn up cả buổi chiều nữa, thì tầm buổi chiều thì nó rơi vào tầm khoảng 4:30 là nhiều view. Đăng một ngày bao nhiêu video? Thì một ngày đăng khoảng 1-3 video nhé. Tập trung vào chất lượng video hơn là số lượng.
Em đang kinh doanh ngành A, sản phẩm B thì có làm được TikTok không? Ngành nào, sản phẩm nào cũng có thể đưa lên nhá. Miễn sao ngành và sản phẩm bạn không vi phạm pháp luật, đạo đức là ok. Có hack được nick TikTok không? Có thể nhá. Thì các bạn cố gắng là bảo mật đủ theo các cái bước của TikTok là được. Có nên tạo tài khoản TikTok bằng Facebook hoặc là Apple ID không? Thì được nhưng mà không nên nhá. Tạo bằng email, sau đó liên kết số điện thoại để xác minh là xịn nhất. Làm video giết mổ động vật hoặc gây tổn thương da thịt có được không? Không được nhá. TikTok nó có một số nguyên tắc cộng đồng ấy, nên là cái này là vi phạm nguyên tắc. Lát chúng ta sẽ trao đổi đến cái phần chính sách thì các bạn sẽ hiểu phần này. Làm cách nào để tăng lượng người theo dõi nhanh? Thì cách nhanh nhất để có người theo dõi nhiều ấy là sản xuất ra những cái video có nội dung chất lượng nhá. Đừng cố gắng tìm cách mua hoặc là tăng người theo dõi bằng cái việc là mình trả tiền cho một cái ông nào đấy, một cái tút chích nào đấy. TikTok là nghiêm cấm các hành vi can thiệp gây bất tự nhiên nhá. Nền tảng nó check ra được hết ấy. Tiếp theo là làm thế nào để biết video của mình có thể lên được xu hướng? Thì chúng ta không thể biết được đâu nhé, các bạn chỉ có đăng lên thì biết. Sau khi đăng khoảng 1 giờ, nếu như mà lượng xem ấy, lượt thích lớn hơn 5%, tức là cái lượt thích của mình so với lượt xem ấy mà nó lớn hơn 5% thì khả năng lên xu hướng nhé. Còn nếu hơn lớn hơn 10% thì đấy là phổ biến, khả năng lọt vào top cao. Còn nếu lượt bình luận hoặc số tin nhắn, số lượt xem lớn hơn 1% và tỷ lệ xem hết video hơn 60% thì video đó cũng có thể lên xu hướng. Câu hỏi tiếp là có thể bỏ tiền để kênh TikTok trở nên nổi tiếng không? Thì câu trả lời là có thể nha. Tuy nhiên ý, cái việc này là cái việc nó rất là tốn kém. Bạn có thể là bỏ tiền để quảng cáo cái video của mình để nhiều người biết đến, nhưng mà bạn không đủ tiền để xây một cái kênh triệu view đâu, triệu lượt follow đâu. Không đủ tiền để xây kênh triệu lượt follow với cách bỏ tiền này đâu. Đấy, nên tốt nhất là chúng ta tập trung để làm những cái nội dung mà nó có giá trị. Rồi làm thế nào để có tích xanh ở trên TikTok? Thì các bạn gửi email đến cái địa chỉ này nhá. Và cái cách tốt nhất để có tích xanh ý, thì các bạn tham gia vào một cái MCN. MCN các bạn hiểu đơn giản là TikTok họ về Việt Nam ấy, thì họ phải tìm một vài ông làm đại lý lớn cho mình. Thì cái đại lý lớn đấy được coi là MCN. Thì vào MCN thì khả năng được tích xanh nó cao hơn. Sử dụng hashtag như thế nào? Thì hãy tìm ra những hashtag trong ngành và chủ thể mà bạn đang làm, chọn lọc tối thiểu 4 hashtag có lượt xem cao nhất để đăng kèm cùng một hashtag là tên kênh của bạn. Đặt mục tiêu để sở hữu cho mình một hashtag riêng các bạn nha. Ví dụ như là cái hashtag Master Anh Đức thì đấy là hashtag của mình xây dựng, cái đấy là cũng rất là nhiều lượt xem. Cảm ơn các bạn đã luôn theo dõi và ủng hộ Master Anh Đức. Để không bỏ lỡ những nội dung mới, các bạn hãy bấm vào nút đăng ký hình tròn ở giữa màn hình hoặc có thể xem video tiếp theo ở phía bên tay trái hoặc bên tay phải. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.